Và bây giờ mình đã đủ sở hữu rồi, được 3 con Gap King và 1 con Silver. Đây là cái con mà the best. Đây đây. Đó, con này rất là ngon nha. Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay Lâm Râu lại tiếp tục đi câu. Thử coi hôm nay có gì không nha. Bây giờ là buổi sáng khoảng 10 giờ. Mình đi câu một vài tiếng trước khi đi làm. Ghiền quá mọi người. Cá nó đang vô mùa này, mùa cá hồi đó. Cho nên mình cũng tranh thủ câu, bởi vì cá hồi nó không giống như những loại cá khác. Nó vô theo mùa. Thì nó vô khoảng cỡ chừng 2-3 tuần thôi là nó hết thôi mọi người. Thì mình cũng ráng tranh thủ mình đi. Bây giờ mình đã mặc đồ và mọi thứ xong rồi. Và bây giờ mọi người đồng hành với mình nha. Hôm nay cũng rất là đông người nha mọi người. Đây, cũng rất là đông người. Quá trời luôn. Rồi mọi người tiếp tục đồng hành với Lâm Râu nha. Đây, mình đã tới xong rồi mọi người ơi. Rồi bắt đầu đi xuống bờ đê. Đây mọi người. Oh hey, chào mọi người. Hôm nay có cá nhiều không sao mà thấy bà con kéo quá trời vậy. Hai anh em. Wow, cá nhiều quá mọi người. Sao rồi? Thằng anh sao rồi? Hey, how are you buddy? Just got here? Yeah, just got here. Man. Yeah. Somebody they can limit the vent home already. Oh wow. That's good. I mean, have fish down here. I don't do unhook them, you know. Fish, yeah, you know? Yeah. Sao anh Long? Chưa xuống rồi. Đủ chưa anh Nen? Đúng rồi. Đủ rồi hả? Dạ. Được silver nào không? Không, còn nữa. Đâu? Dạ. Ở đây hả? Ờ. Oh, wow. Ờ. Good. Wow. Nay cá nhiều quá, wow, giờ là good rồi. Ok, xuống mọi người đồng hành tiếp tục với mình nha. Bây giờ mình xuống thử thời vận này. Rất là đông. Wow. Và thấy mọi người cũng đang kéo cá này. Đó. Quá trời luôn. Rồi đây mọi người. Đó, đông chưa? Ngày nào cũng như ngày nào ha. Bây giờ mình xuống mình thử thời vận của mình coi nha. Quá trời người luôn. Và họ tụm lại một cái chỗ này. Không biết là chỗ này có ngày hôm nay có nhiều hay sao mà họ cứ tụm lại cái chỗ này. Dưới kia thì không có người, mà trên này thì lại quá trời luôn. Rồi chuốt trên kia, phía trên kia cũng có nữa. Đó. Rồi bây giờ mọi người tiếp tục theo dõi mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ mắc lưỡi và xuống thử thời vật. Go ahead and get them. Yep. Đây cả nhà, mình mới kéo lên một con cá nha. Đó, đây này. Đây mình mới kéo được con cá, mới xuống khoảng 5 phút nha mọi người. Wow, hên quá. Con cá bự luôn. Đây mọi người. Đây. Mình gỡ ra xong rồi. Cho mọi người coi nha. Oh, hên quá là hên luôn. Ôi. Cứng quá. Đúng ngay cái mỏ nó cứng quá. Tell them what you caught. Yeah. Is that what you were saying? Yep. Oh, okay, good. Đây là con silver nha mọi người. Đây là một con silver. Đây. Đây, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đây. Very good fish. Đây mọi người ơi. Đây. Đây là một con silver mình mới xuống này khoảng được 5 phút này. Con này cũng khoảng 7 pound. About 7 pound, right? Yeah, about 7 pound. Yep. Yep. Beautiful fish. Beautiful fish, yes. That's what this is all about, right? Yeah, bây giờ mọi người tiếp tục đồng hành mình nha. Con cá đẹp quá cho mọi người. Rồi. Thì mình đã kéo lên con thứ tư nha. Đó. Lúc nãy giờ mấy con kia mình không có quay. Mà bây giờ mình mới kéo lên. Đó. Đây anh kia cũng câu được cá đây. Nói chung là mùa này cá nó vô rất là nhiều. Cái anh Mỹ kia đang kéo cá kìa, không biết câu cá gì nhưng mà nghe nói là cá king lớn lắm. Bây giờ quay thử coi. Đó, đang kéo kìa, thấy không? Đó. Cái thú vị là lúc kéo con cá nha mọi người. Đó. Oh, nice silver. Đó.
Đó, còn con đó là gà, gà con silver nha, gà cá hồi á, cá hồi mà loại mắc tiền đấy nha. Đó, con đó thịt rất là ngon. À, đây, mình sẽ quay zoom lại cho mọi người thấy nha. Bring him in. Yeah, oh, it's nice fish. Wow. Wow, beautiful. Bring him in, there you go. Nice. Wow, good job. Yeah. Hey, smile for the camera. There you go. Wow, beautiful fish. Yep. That's good job, man. Đó, theo mọi người thấy không? Đó, dính con cá rồi đó. Đó. Người ta đập cái đầu con cá để cho con cá nó chết đó. Đó. Đã chưa? Yeah. What's up, man? Alright. Smile for the camera. Người bạn nãy quay vô cho mình đó. Đó. À, đây. À, đây là lại một anh này bắt đầu kéo nữa này. Đó. Thấy không? Oh, not a silver. That's a beautiful one. Yes, not a beautiful fish. Đây mọi người. Oh, is it silver or pink? Oh, it's a pink, big humpy. Wow. À, anh kéo cái cần cong này. Đây con cá kéo lên này. Đó mọi người thấy đã chưa? Đó. Oh, here you go, smile for the camera. Beautiful. Good job, man. Good job. There you go. YouTube. You be on YouTube. Yes, you be on YouTube. If you check it out, Lam Van USA. You be on YouTube. Okay. What's your name? Dean. Yeah, nice to meet you, Dean. Yep, nice check out on Lam Van USA. Okay. Yep. Or you shirt homeless in Seattle. It popped me up because I'm most of the time I'm helping homeless. Uh-huh. Yes. So, but if you have a shirt for homeless in Seattle, you will see my channel. Okay. Yeah, and you will see you, Dean. good job, Dean. All right. Wow, đây mọi người thấy không? Rất là vui nha. Here you go. Wow, you got beautiful two fish. Two? Oh, nice. Wow. Wow, look at that. Beautiful. Oh, spicy little guy. Yeah. Yeah, that's a nice one. Good job, buddy. Mọi người thấy không? Châu rất là mùa này rất là vui nha. Mùa này rất là đông người bởi vì cái mùa này cá nó vô. Anh kia đang phá. Đó. Vui quá. Rồi chào mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ đưa lên là ấy cá rồi bây giờ mình sẽ đưa cá lên rồi mình quay cho mọi người thấy bốn con cá của mình rồi mình đi về. Ôi, chào cả nhà, đây là bốn con cá của mình nha. Bốn con cá mình đã câu được và bây giờ mình đã đủ sở hữu rồi, được ba con cá king và một con silver. Đây là cái con mà the best. Đây tia, đó, con này là rất là ngon nha. Này là về ăn sushi ha. Còn cái này ba này, con này sẽ về cho túp lều lý tưởng là làm chả này. Đó, thì hôm nay mình cũng xuống cũng lucky. Đã được limit, got my limit. So three pink and then one big silver. Woo! Yeah, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã đăng ký và chia sẻ. Nếu thích that's illegal. Mấy người chọc mình á mọi người. Đó. Rồi cảm ơn mọi người nha. Thank you very much. Take care.